Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay là thứ ba, ngày 3 tháng 3 năm 2020. Thì hiện tại đang là 11 giờ 51. Thì mặc dù đã rất là trễ rồi nhưng mà mình vẫn quyết định mình sẽ quay cái video này. Thì mình xin phép được nói trước, thì cái video này nó sẽ là một cái video nó hơi hướng tiêu cực một xíu. Đây sẽ là một cái video mà mình phàn nàn về một cái sản phẩm mà nó không phải là một cái sản phẩm mà chúng ta có thể cầm nắm kiểu như này. Nó sẽ là một cái sản phẩm nó liên quan đến công nghệ, và cụ thể hơn đó là những cái app và những hay là những cái ứng dụng. Như mọi người đã biết đó, thì hiện nay thì cái nhu cầu mà người ta sử dụng những cái ứng dụng để hoặc là những cái dịch vụ trực tuyến hay gì đang rất là phổ biến. Đi theo cùng với những cái nhu cầu đó, đó là sự ra đời của những cái app, ví dụ như là những cái app mua hàng trực tuyến, ví dụ như là Shopee, Sendor Đỏ hay là Lazada là cái gì đó. Thì cái app ngày hôm nay mình nói đến á, thì nó sẽ rất là phổ biến, nó đang rất là phổ biến hiện nay, và nó đã đi cùng, nó đã tài trợ và đi cùng những rất là nhiều nghệ sĩ rồi kiểu vậy. Thì chắc là mọi người cũng không cần phải nói nhiều, thì đó chính là cái app Tiki. Thì tại sao mình lại phàn nàn với app Tiki này? Thì mình sẽ không nói đến những cái vấn đề mà kiểu về giao diện hay là cái gì đó, tại vì mình thấy những cái vấn đề rất là ok. Mình sẽ nói đến cái việc đó là cái dịch vụ giao hàng của Tiki, nó thực sự nó tạo cho mình một cái trải nghiệm nó rất là tệ. Thì cái lần đầu tiên mà mình mua hàng ở trên Tiki á, đó là mình mua cái cục này. Đây là cái cục pin dự phòng. Thì nó có cái cục này, cái ấy là cục sạc pin và hai cục pin dự phòng. Thì lần đó mình mua khá là ok. Nhưng đến lần thứ hai là khi mình mua cái túi này, thì cái túi này là cái túi đựng máy ảnh của mình hiện tại. Thì như mọi người thì khi mà mình mua cái con Sony A6400 này á, thì nó tặng cho người, thì người ta tặng cho mình một cái túi alpha kiểu nó rất là bự. Kiểu hiện tại thực sự là nếu mà ai đang sử dụng cái Sony Alpha, cái dòng Sony Alpha, thì người ta sẽ biết là cái túi rất kỳ bự luôn. Thì cái nhu cầu hiện tại của mình thì nó chưa cần thiết phải sử dụng đến cái túi đó, cho nên mà mình quyết định mình mua cái túi nó nhỏ hơn để nó phù hợp hơn với công việc của mình. Ok, thì hiện tại thì mình đang sử dụng cái V Recorder để có thể ghi âm, ghi lại cái màn hình của mình để mọi người có thể theo dõi. Thì mọi người theo dõi trên màn hình điện thoại của mình nha. Thì đây là cái ứng dụng Tiki của mình. Thì bây giờ mình sẽ vào phần thông báo. Thì đây là cái vào ngày 27 tháng 11 năm 2019 thì mình có đặt hàng đó. Thì đây là cái mã sản phẩm đặt hàng của mình. Thì Tiki nó có gửi lời xin lỗi là xin lỗi quý khách vì đơn hàng ABCZ có sẵn có đã phát sinh lỗi ở lưu kho nên là sẽ không tới được. Thì người ta có tặng mình một cái voucher giảm giá. Thì ngày hôm đó mình không nhận được cái hàng vào cái ngày mà mình đã được thông báo, thì mặc dù thì cũng hơi buồn thiệt, nhưng mà mình cũng ok, cũng thôi ráng đợi một xíu. Thì đến cái lần giao hàng thứ hai á, thì lúc đó là mình đang tham gia một cái chương trình về LGBT như là Dứa tại trường Hotech, do câu lạc bộ Way Up tổ chức. Thì nếu như bạn nào quan tâm đến những cái vấn đề về LGBT hoặc là muốn một cái nơi mà kiểu giao lưu hay là cái gì đó, thì các bạn có thể truy cập vào cái page của Way Up này, mình sẽ để ở dưới phần mô tả video. Lúc đó là cũng gần kết thúc chương trình rồi, thì có một cái chú bên giao hàng bên Tiki, chú có gọi điện cho mình, gọi tận hai ba cuộc là mọi người. Đó, thì mình lúc đó mình cũng đang bận cho nên mình cũng chưa bắt được máy, thì nên chú gọi đến hai ba lần lận. Thì mình bắt máy lên đó, thì chú kêu là hàng của cháu là tới rồi, có ra nhận đi. Thì khi mọi người đặt hàng Tiki á, nó sẽ cho mọi người một cái đó là theo dõi đơn hàng. Thì cái theo dõi đơn hàng này á, thì nó sẽ cho một cái đúng là cái ngày bạn đặt hàng, xong rồi Tiki tiếp nhận, xong rồi đang lấy hàng, đang đóng gói, bạn giao vận chuyển, đang vận chuyển ra pa. Thì người ta thường thường người ta khuyến cáo là khi mà hàng đến cái chỗ, đến cái vạch mà đang vận chuyển á, thì mình lúc đó mình sẽ kiểu cân nhắc để mình đợi hàng á, kiểu vậy. Thì ở đây mình thấy một cái sự bất cập, đó là cái việc mà người ta không khoanh vùng cho mình được cái khoảng thời gian hoặc là cái ngày nào để mình có thể canh cái giờ đó mình ở nhà để mình có thể đợi hàng. Thực sự là chỉ cần khoanh vùng, chỉ cần cho mình một cái khoảng thời gian, khung thời gian nhất định thôi. Ví dụ như là từ 8 giờ sáng đến tầm khoảng mấy giờ chiều thì ok, mình sẵn sàng mình đợi, mình sẽ dành thời gian đó, mình sắp xếp công việc của mình để mình đợi cái món hàng nó đến. Nói chung là nó sẽ tạo một cái điều kiện cho mình nhận được hàng. Khi mà mình đặt hàng Tiki thì mình luôn có một cái cảm giác là kiểu nơm nớp lo sợ là không biết lúc nào nó hàng nó sẽ tới và mình có nên đi để làm công việc hay không. Nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái công việc ở bên ngoài của mình, kiểu vậy. Ok, thì đó là những cái câu chuyện quá khứ rồi. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay, đó là cái câu chuyện ngày hôm nay á, đó là khi mà mình hiện tại mình đang đặt một cái sản phẩm, đó là cái chân máy monopod kim tripod này, mọi người có thể theo dõi trên màn hình. Thì cái này thì nó sẽ tỷ cho mình hiện tại á, thì mình đang sử dụng một cái
đó, mình đang sử dụng ok đó, thì như mọi người thấy thì nó cũng đã rất là cũ rồi. Cái này mình mua ở bên nước ngoài thì nó cũng đã rất là cũ và kiểu các khớp nó cũng không còn hoạt động tốt như hồi xưa nữa, cho nên là mình mới quyết định là mình sẽ mua một cái chân máy monopod kim tripod này để có thể là mình thực sự là nó sẽ, mình nghĩ là khi mà mình chuyển qua cái này mình sẽ sử dụng nó rất là tốt, tại vì nó khá là linh hoạt và gọn nhẹ, rất là phù hợp cho công việc của mình. Mình có đặt cái đó vào ngày 27 tháng 1, thì nó đã kêu là đặt hàng thành công và Tiki đã tiếp nhận rồi. Thì theo như kế hoạch nha, thì nó sẽ giao hàng vào thứ tư ngày 4 tháng 3, nhưng mà ngày hôm nay là ngày 3 tháng 3, thì tự nhiên buổi sáng mình nhận được một cái thông báo từ Tiki. Đâu ta, ở đây, thông báo từ Tiki. Đây, mọi người thấy nha, ngày 3 tháng 3 năm 2020, Tiki gửi lời xin lỗi chân thành vì đơn hàng ABCZ của quý khách sẽ giao trễ hơn dự định 14 ngày, tức là 2 tuần. Là mình sẽ nhận vào, nó cái ngày giao hàng mới nó sẽ ngày 18 tháng 3 năm 2020. Tại sao vậy Tiki? Thực sự là nếu như mà có trễ thì có thể là thông báo sớm hơn để mình biết, để mình không phải mong chờ nữa. Tại vì thực sự là mình vẫn đặt niềm tin vào cái mà theo dõi đơn hàng á, là ok thì không sao, thì hôm nay chưa tới, nó đã dặn mình là ngày sẽ giao hàng vào thứ tư ngày 4 tháng 3, thì hôm nay mới là 3 tháng 3 thôi, cũng chắc người ta đang trễ là cái gì đó, nhưng mà nó sẽ đến vào ngày 4 tháng 3 thôi, nhưng mà không, nó cho mình thông báo thẳng cả nguyên một buổi sáng, nguyên một ngày hôm nay luôn. Mình nhận cái bi lịch cái đó vào buổi tầm buổi khoảng sáng sáng. Thật sự là mình hụt hẫng luôn mọi người. Thật sự là mình đang suy nghĩ đến cái chuyện là mình sẽ, sau này mình sẽ không đặt hàng Tiki nữa. Thật sự là hai lần trải nghiệm cực kỳ không tốt luôn. Tiện nha, tiện. Thì tiện đang phàn nàn về Tiki thì mình sẽ nói thêm về một cái mà mình cảm thấy nó khá là thú vị và cũng ham hãm kiểu sao kiểu vậy đó. Bây giờ mọi người theo dõi trên màn hình nha, thì đây là một cái kênh YouTube của một cái anh của mang tên là Tinh Tế, thì anh này có 800.000 người đăng ký. Thì đây là một cái video ảnh dùng thử Tiki Now. Thì như mọi người đã biết á, Tiki Now là cái một cái dịch vụ để có thể khi mà mọi người đăng ký á, thì khi là những cái mặt hàng nó sẽ hiện cái chữ 2 giờ, mọi người nhấn vào đó mua thì nó sẽ giao hàng trong vòng 2 giờ cho mọi người. Thì trong cái video này thì ảnh có đặt một cái bình nước suối. Thì ảnh có đặt xong á, thì khi mà ảnh đặt xong thì ảnh nhận được hàng nó ở trong một cái hộp này. Nó trong cái hộp này. Rồi kéo qua đến cái chỗ mà ảnh mở đồ. Vâng, mọi người coi cái khúc này nha. Đến cái khúc ảnh mở đồ. Đó, ảnh có mở đồ xong rồi là cái hộp ảnh quăng qua phía bên kia, xong rồi còn lại là cái bịch bong bóng, và mở ra thì nó là một cái chai nước. Nó chỉ là một cái chai nước thôi, và nó để trong một cái hộp, đồng thời có cái bọc bong bóng xung quanh. Why? Tại sao? Mình sẽ không phàn nàn về cái việc mà anh ấy mua nước hay là gì đó. Ý là anh muốn trải nghiệm một cái sản phẩm, một cái dịch vụ của Tiki. Ok, đồng ý với anh. Nhưng mà mình không đồng ý cái chuyện mà giao nước, ý là mua nước xong rồi người ta giao đến là trong một cái hộp, và trong cái hộp đó nó có một cái bịch bong bóng xung quanh. Và như mọi người biết là hộp xong mình đâu sử dụng để làm gì đâu. Why? Thì tất cả những cái mà mình nói á, thì nó đều dựa trên cái sự trải nghiệm của mình đối với Tiki. Và thực sự là mình nghĩ là Tiki là một cái sản phẩm, một cái dịch vụ rất là tốt, một cái ứng dụng rất là ok, thì mọi người nên sử dụng. Nhưng mà để mà thực sự mà tạo cho người dùng, người ta có một cái trải nghiệm tốt nhất có thể, thì mình nghĩ là những cái vấn đề này Tiki nên có một cái sự thay đổi và cải thiện hơn trong tương lai. Thì mình không biết là cái video này có tới được Tiki không, nhưng mà mình chỉ muốn share cho mọi người những cái trải nghiệm của mình khi mà sử dụng, để mọi người có những cái góc nhìn nó đa chiều hơn kiểu vậy. Thì ok, đó là cái video thôi. Bây giờ cũng khá là muộn rồi, bây giờ cũng tầm khoảng 12 giờ rồi. Thì bây giờ mình sẽ off video và mình đi ngủ đây.
Bye mọi người, hẹn gặp mọi người trong video lần sau. Bye bye.